sẽ ra sao nếu người thân đã chết của chúng ta quay trở lại, nhưng không phải trong giấc mơ mà là ở đời thực. Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn, lại là King Review Phim đây. Hôm nay mình xin tóm tắt cho các bạn một bộ phim kinh dị của Pháp có tên Dây Kiếm Bách. Cảnh báo spoiler, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bộ phim bắt đầu tại một thị trấn vô danh của Pháp. Một ngày nọ, một đám đông người chết được hồi sinh bước ra khỏi nghĩa trang mà không rõ nguyên nhân. Họ bình tĩnh xuống đường trong im lặng, cùng ngỡ ngàng của những người còn sống. Khi số người hồi sinh đông hơn, hội đồng thị trấn tổ chức một cuộc họp để thảo luận về vấn đề này. Thị trưởng tiết lộ rằng, đây là tình trạng chung trên toàn thế giới và không ai biết điều gì đang xảy ra. Ước tính ban đầu có 70 triệu đàn ông và phụ nữ hồi sinh trên khắp thế giới và con số vẫn đang tiếp tục. Chỉ riêng trong thị trấn của họ, gần 13.000 người đã sống lại trong 2 giờ đồng hồ, bao gồm cả đàn ông và phụ nữ đã chết trong 10 năm qua, ở mọi lứa tuổi nhưng đa số trên 60. Tất cả những người được hồi sinh có sức khỏe tốt, mọi bệnh tật khi chết đều đã biến mất. Để ngăn những người này ra đường và cung cấp cho họ nơi trú ẩn, các trung tâm cộng đồng và các nhà kho đã được sử dụng. Điều quan trọng bây giờ là xác định danh tính của những người được hồi sinh trước khi trả về với gia đình, bởi vì họ giờ đây là người sống sở hữu những quyền cơ bản. Chẳng bao lâu, các ký túc xá phân theo giới tính, tuổi tác bắt đầu được chuẩn bị. Trong số những người được hồi sinh có Martha, vợ thị trưởng, ai đó đưa cô đến gặp ông ta nhưng ông từ chối và gửi cô về nhà. Một thành viên của hội đồng thị trấn tên là Isom, người đã mất đứa con 6 tuổi của mình, Sylvain vài năm trước. Trên đường đi đến nơi nhận lại con, anh cùng vợ là Veronique thấy rất nhiều người hồi sinh đang được kiểm tra và phỏng vấn. Những người trở về dường như không còn cảm xúc khi họ cứ im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không, cho đến khi có ai đó tiếp cận trước. Cặp đôi đưa ảnh của Sylvain được thông báo rằng họ có thể đưa đứa trẻ về hoặc để nó trong ký túc xá nếu chưa sẵn sàng. Khi cậu bé xuất hiện, cả hai không khỏi sốc. Bối cảnh chuyển sang nhà của thị trưởng, nơi ông gặp người vợ đã khuất lần đầu tiên. Hành động của bà như thể bà chưa từng chết và hỏi ông tại sao lại về muộn. Trong khi đó, Rachel, đồng nghiệp của Isom, đang ở nhà thì bị choáng bởi chồng cô, Matthew đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây 2 năm xuất hiện. Nhưng vì cô đã chấp nhận cái chết của anh, nên không chắc liệu mình có nên chào đón chồng trở lại hay không. Ngày hôm sau, tại nơi làm việc, Isom nói với cô rằng con trai anh giống hệt như lúc còn sống, cả hành động lẫn ngoại hình. Anh cũng hỏi Rachel liệu cô có định đưa Matthew về nhà không, nhưng Rachel lảng tránh. Hội đồng thị trấn tổ chức một cuộc họp một lần nữa. Họ đang lo ngại về khả năng thất nghiệp và vấn đề nhà ở trong tương lai. Hơn nữa, những người hồi sinh phản ứng rất chậm, không thể giao tiếp tốt nên không thể làm tốt công việc. Họ thậm chí còn bị mất phương hướng, rối loạn giấc ngủ và hay đi lang thang. Ví dụ Matthew đã trở lại với công việc kiến trúc sư, tuy nhiên, anh ấy rất chậm chạp ù lì và chỉ nói khi được hỏi. Chẳng bao lâu, một vấn đề khác nảy sinh khi họ bắt đầu tìm đến rừng vào ban đêm. Các nhà nghiên cứu tin rằng họ có thể đang cố gắng tìm kiếm một địa điểm quen thuộc, hoặc đó có thể chỉ là một phản ứng đối với trải nghiệm đau thương lúc sắp chết. Để giải quyết vấn đề này, một bác sĩ tên là Gaet đã phát triển một loại thuốc an thần chỉ có tác dụng với người được hồi sinh. Trong khi quan sát những người đang ngủ, anh nhận thấy Matthew mặc quần áo và bước ra ngoài đi làm. Bác sĩ thấy điều này thật kỳ lạ và đi theo Matthew đến nơi làm việc của mình. Ở đó, anh ta thấy một nhóm người đang tổ chức cuộc họp lúc nửa đêm. Một ngày nọ, Rachel đang đi làm về thì nhận ra Matthew đang theo sau mình. Cả hai không nói chuyện và chỉ đơn giản là đi về nhà. Bác sĩ Gaet, người đã theo dõi hành vi của Matthew, theo sau họ. Rachel vẫn không cảm thấy thoải mái khi ở bên chồng. Cô không cần củ khoai của anh nữa. Tại nhà thị trưởng đang tổ chức một bữa tiệc để giới thiệu Martha với các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, giữa bữa tối, bà ta bỏ ra ngoài. Ông thị trưởng đuổi theo và cố gắng đưa bà trở lại bàn ăn, nhưng bà ta vẫn tiếp tục bước đi mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Trong khi đó, Rachel mở lòng trò chuyện với Matthew, kết quả là cái lò hư hỏng vẫn không kìm được mà nướng khoai trong phòng khách, trước mắt Gaet. Trong cuộc họp hội đồng tiếp theo, một phụ nữ đưa ra thông tin rằng những người được hồi sinh có thân nhiệt thấp hơn so với người bình thường. Các máy ảnh nhiệt khi chụp đều chỉ cho ra những hình màu trắng. Vì vậy, hội đồng quyết định quan sát hoạt động của họ thông qua các camera gắn trên khinh khí cầu dài khắp thị trấn. Mục đích là tìm hiểu thêm về cuộc họp hàng đêm mà những người hồi sinh thường tổ chức trong thị trấn. Khi tập hợp các báo cáo đầu tiên, một chi tiết kinh ngạc được phát hiện, tất cả bọn họ, dù là già hay trẻ, đều đi bộ ít nhất 9 dặm mỗi ngày. Hội đồng sau đó kết thúc cuộc họp cho đến khi có thêm dữ liệu điều tra. Cắt cảnh, Rachel và Matthew đang tắm nắng bên một hồ nước. Rachel sau khi nướng khoai suốt đêm, giờ cảm thấy thoải mái khi ở bên chồng, xung quanh toàn những người được hồi sinh. Cặp đôi sau đó gặp bác sĩ Gaet, anh giải thích hành vi của Matthew cho Rachel. Vào ban đêm, Rachel nghe thấy tiếng động lạ,
phát hiện Gareth đã theo họ về nhà. Khi được hỏi, anh ta tiết lộ sự thật rằng Matthew hay thức dậy vào ban đêm để đi làm. Trong khi Rachel nói rằng anh ấy chỉ khó ngủ và khẳng định chồng cô vẫn bình thường. Sau khi đuổi Gareth, cô quay trở lại phòng ngủ và thấy Matthew đã thức dậy. Em nói chuyện với ai vậy? Đâu có ai. Ngày hôm sau, tại nơi làm việc, Matthew được báo cáo công việc của mình cho sếp, nhưng các báo cáo của anh ấy rất vô nghĩa. Do đó, anh ta bị giáng chức xuống bộ phận kỹ thuật của công ty nơi những người hồi sinh khác như anh ta làm việc. Cuộc họp hội đồng thị trấn tiếp tục được diễn ra. Các báo cáo chứng minh rằng những người hồi sinh thực chất đang bắt chước biểu hiện của người sống và làm theo những ký ức về những gì họ từng làm trước khi chết, nhằm khiến mọi người nghĩ họ bình thường. Bằng chứng là họ không có khả năng đổi mới công việc. Vào ban đêm, Matthew mặc quần áo và đi làm trong khi Rachel không hề hay biết. Lần này, Gareth đã nghe được cuộc họp của họ. Những người được hồi sinh dường như đang bàn bạc về bản đồ thành phố và các khu vực xung quanh thị trấn. Trong khi đó, cậu bé Sylvain thức dậy vào nửa đêm và đập cửa đòi ra ngoài, khiến cha mẹ của cậu rất lo lắng. Mẹ Sylvain khóc, cho rằng cậu đang muốn chạy trốn khỏi họ như cậu đã từng. Tương tự, vợ của thị trưởng cũng cố gắng trốn thoát bằng cách nhảy ra khỏi hàng rào, nhưng bị chồng phát hiện. Ngày hôm sau, thị trưởng nói chuyện với Rachel về vợ của mình, lo lắng rằng một ngày nào đó ông sẽ lại đánh mất bà ấy, nhưng Rachel lúc đó cũng chỉ có thể động viên ông. Trong cảnh khác, rõ ràng là tất cả những người hồi sinh đang cố gắng trốn khỏi nhà và tụ tập lại với nhau, nhưng không ai có thể giải mã nội dung trong các cuộc họp hàng đêm. Rachel đến gặp bác sĩ Gareth để hỏi anh ta làm thế nào cô có thể giúp Matthew trở lại bình thường, nhưng câu trả lời là cô ấy không bao giờ có thể đưa anh ta trở lại như trước khi chết. Rachel tuyệt vọng trở về nhà, nhưng kết quả lại không thấy chồng mình đâu. Ở một nơi khác, một nhân viên bảo vệ tìm thấy Matthew cùng những người hồi sinh khác đang tụ tập, liền yêu cầu họ rời đi. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Hóa ra những người hồi sinh đã tiến hành một số vụ nổ trên khắp thành phố. Tất cả họ ra đường, chạy đến một đường hầm, trong khi ông thị trưởng lái xe đi tìm vợ và ép bà trở về nhà. Tuy nhiên, những người hồi sinh khác đã chặn không cho ông lái xe đi. Martha hỏi thị trưởng xem ông có mệt không. Ông không trả lời, bà sau đó lại hỏi ông có muốn tham gia cùng họ không. Hóa ra bà đã cảm nhận được rằng chồng mình đang trên bờ vực của cái chết. Khi vợ nói chuyện với ông một cách bình tĩnh, thị trưởng qua đời và tham gia vào nhóm những người hồi sinh. Trong khi đó, tại nhà Y Sơm, Sylvain vẫn đang tìm cách chạy trốn. Mẹ cậu muốn để cậu đi nhưng Y Sơm khẳng định sẽ giữ cậu bé mãi mãi. Khi họ nói chuyện, Sylvain rơi khỏi ban công từ tầng 2, cậu bé sau đó đứng lên, rồi đi cùng một người đàn ông được hồi sinh khác. Cắt cảnh, quân đội đang đàn áp những người hồi sinh bằng một loại hóa chất gây hôn mê vĩnh viễn, trong khi một lượng lớn người được hồi sinh đã đến được đường hầm. Matthew sau đó quay trở lại tạm biệt Rachel, anh kể cho cô nghe tất cả những gì đã xảy ra vào ngày xảy ra vụ tai nạn xe hơi. Anh ta nhớ rằng họ đã có một cuộc cãi vã và cô đã bỏ đi một cách tức giận. Khi anh trở về nhà, không tìm thấy Rachel nên đã lái xe đi tìm cô. Kết quả là tai nạn xảy ra. Rachel bật khóc khi biết sự thật. Cô đi theo chồng vào đường hầm, hôn tạm biệt anh trước khi anh biến mất vào bóng tối. Sáng hôm sau, quân đội chở thi thể hôn mê của những người hồi sinh đến nghĩa trang và tiến hành chôn cất. Thế nhưng các thi thể từ từ tan biến, báo hiệu cho một tương lai rất tồi tệ. Và đó là kết thúc của video ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy như thế nào? Liệu những người trốn thoát thành công kia đã đi đâu? Và lý do tại sao người chết quay trở lại? Nguyên nhân họ điều tra bản đồ thành phố là gì? Tại sao lại rút quân? Hãy like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé. Bọn mình là King Review. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau.